Chào mừng các bạn đến với kênh Bếp Nhà Biển. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món bánh mì rất là đơn giản, không cần bơ, chỉ cần phô mai thôi nha. Phô mai con bò cười. Bánh mì này có lớp vỏ ở ngoài thì giòn, bên trong thì mềm mịn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bếp và cùng thực hiện chiếc bánh mì này nhé mọi người. Đầu tiên chúng ta cần 80ml sữa tươi. Sữa tươi không đường hay có đường thì đều được hết nha. 3g men. Rồi chúng ta khuấy đều lên. Tiếp theo chúng ta sử dụng 2 miếng phô mai con bò cười. Lột vỏ ra và chúng ta sẽ cà nhuyễn nha mọi người. Chúng ta thêm vào 20g đường. Một xíu muối. Rồi cà nhuyễn. Sau khi cà xong thì chúng ta sẽ để sang một bên nè. Chúng ta sử dụng cái hỗn hợp mà lúc nãy chúng ta vừa pha sữa với men đó. Chúng ta cho hỗn hợp phô mai vào và trộn đều lên. Tiếp theo chúng ta rây bột vào. Bột mình sử dụng là bột mì số 13. Các bạn có thể sử dụng bột mì đa dụng, loại có hàm lượng protein khoảng 11% thì đều được. Chúng ta sẽ khuấy đến khi mà cái phần bột này hút hết nước. Chúng ta sử dụng tay vo lại. Cho nó quấn cục lại thôi. Rồi chúng ta sẽ dùng một lớp bột áo và chúng ta sẽ nhồi bột bằng tay từ khoảng 10 đến 15 phút. Cái phần nhồi bột chúng ta không cần nhồi đến khi kéo màng mà chỉ cần cục bột mịn là được ha. Khi nhồi xong thì chúng ta có thể ủ đến khoảng 1 tiếng hoặc là cho đến khi bột nở gấp đôi lên là được. Tiếp theo chúng ta sử dụng một miếng phô mai khác và chúng ta sẽ cà nhuyễn cái phần này. Phần phô mai này chúng ta sẽ quết lên cái mặt bánh, một chút xíu nữa chúng ta sẽ cán cái phần bột nó mỏng ra đó, thì chúng ta sẽ áo lên. Phần bột sau khi nghỉ xong thì chúng ta sẽ dùng tay để làm cho xẹp bớt cái phần bột khí đi. Áo một lớp bột rồi sau đó chúng ta sẽ dùng cái dụng cụ chúng ta cán mỏng ra nha. Sau khi cán xong thì chúng ta quết cái phần phô mai lên và rắc một ít đường. Đường thì không cần cân đâu, chúng ta chỉ cần rắc một ít lên bề mặt cho nó phủ full cái bề mặt nó là được nha. Tiếp theo chúng ta sẽ cuộn lại. Chúng ta sẽ dùng tay và cuộn thật chặt lại cái phần bột này để nó không bị bung ra. Trong lúc mà mình cuộn thì chúng ta sẽ nhấn bột, vừa cuộn vừa nhấn lại, nó sẽ giúp cái phần bột mình nó chắc hơn. Và chúng ta sẽ tiếp tục cái công đoạn này cho đến hết cái phần bột nha.
cuộn bột xong thì chúng ta sẽ sử dụng một cái khuôn như trong video các bạn nhìn thấy, và chúng ta sẽ cắt cái phần bột này ra làm sáo và chúng ta cho vào khuôn. Dùng màng bọc thực phẩm ủ phần bột này cho đến khi nở gấp đôi hoặc là nó nở đầy khuôn thì chúng ta sẽ đem nướng. Sau khi bột đã nở rồi thì chúng ta dùng một ít sữa tươi. Nếu các bạn không có sữa thì các bạn cũng có thể sử dụng lòng đỏ trứng gà để chúng ta quét lên mặt để cho nó vàng đẹp nha. Nướng 170 độ trong vòng 15 phút và chúng ta sẽ được thành phẩm như hình. Sau khi mang từ lò nướng ra, các bạn sử dụng sữa tươi để quét lên mặt. Hơi nóng từ bánh nó sẽ làm cái phần sữa tươi này bốc hơi đi nhanh chóng và nó sẽ giúp cho cái bề mặt khô ráo, nên các bạn không phải lăn tăn khi mà quét lên ha. Cái phần quét sữa tươi lên nó sẽ giúp bánh của mình mềm mịn hơn, thơm hơn, ngon hơn. Và đây là thành quả của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công.